chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thắt nơ trang trí. Hai sợi dây nha. Vậy chúng ta sẽ thắt nơ đôi. Đầu tiên các bạn vòng nó lại thành một cánh nơ. Sau đó các bạn lấy sợi dây phía sau vòng lên phía trước, tạo thành một cái lỗ ở giữa. Sợi dây phía sau bây giờ chúng ta sẽ xoắn lại để nó trở thành mặt phải. Rồi chúng ta gấp sợi ri băng lại và đưa nó qua cái lỗ nhỏ đó. Và chúng ta tạo thành một cánh nơ thứ hai. Chúng ta cầm phía sau và kéo qua hai bên để chiếc nơ thật chặt. Các bạn nhớ cầm ở phía sau để kéo nha. Chúng ta điều chỉnh lại để các sợi ri băng đều ở mặt phải. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tách hai lớp ri băng này với nhau để chúng ta có được hai lớp cánh nơ. Chúng ta tiếp tục điều chỉnh để chiếc nơ trông thật đẹp mắt và chắc chắn. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt phần ri băng thừa cho chiếc nơ trông thật cân đối. Tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ thắt một chiếc nơ đơn nhé. Chúng ta sẽ vòng nó qua như thế này tạo thành một cánh nơ. Chúng ta nhớ để sợi dài ở phía sau nha. Và chúng ta vòng nó lên phía trước để tạo thành một cái lỗ nhỏ ở giữa. Bây giờ chúng ta cũng sẽ xoắn lại để tạo thành mặt trước và gấp nó lại, đưa qua cái lỗ nhỏ đó. Và chúng ta sẽ tạo thành cánh nơ thứ hai. Chỗ này hơi khó nha. Các bạn nhớ cầm ở khúc phía sau á. Và chúng ta thật khéo léo để có thể điều chỉnh lại hình dáng của chiếc nơ. Bây giờ chúng ta sẽ cầm hai cánh nơ và kéo về hai bên, điều chỉnh sao cho chiếc nơ thật chắc chắn và tất cả đều ở mặt trước. Các bạn cầm ở phía sau và kéo về hai bên liên tục như vậy. Ôi, cái nơ sao lúc này bẹp dúm luôn. Nhưng mà không sao đâu, chúng ta sẽ sửa lại. Các bạn chỉ cần kéo qua kéo lại một chút xíu thôi. Chúng ta điều chỉnh và yeah, một chiếc nơ tươi sáng đã xuất hiện rồi. Đây là thành quả của mình nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trang trí nhé. Và việc đính nơ lên áo sẽ do chính con gái mình đảm trách. Mới sẵn sàng rồi, mẹ con mình tung tăng thôi. Những chiếc nơ xinh xắn sẽ làm chiếc áo sinh động hơn rất nhiều. Các bạn hãy thử nhé. Chúc các bạn thành công. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.